Hello, xin chào mọi người nha. Lâu lắm rồi mới ngồi nói chuyện tâm sự làm video kiểu như vậy đấy. Tại vì thời gian vừa qua là Hùng cũng mới chuyển việc từ công ty cũ về công ty mới mọi người. Thì bây giờ là Hùng đang ở Nagano. Trước ở Hokkaido, bây giờ chuyển về đấy. Thì Hùng chuyển tập quốc tế là theo một kiểu hết 3 năm mình chuyển qua một dạng này, là tập quốc tế này là mình có thể ở thêm được 5 năm nữa, rồi có nhiều chế độ lắm. Cái này thì nếu như mọi người thắc mắc thì mình không có thể nói rõ sau nhá. Bây giờ Hùng nói về cái vấn đề chính của cái video hôm nay á, là Hùng về cũng được gần tháng rồi á. Thì kiểu thấy cuộc sống với lại thêm công việc ở đây thì muốn chia sẻ lại cho mọi người cũng biết được là cái vấn đề chuyển tập quốc tế như thế nào ấy. Thì Hùng chuyển về đấy thì kiểu là đơn hàng thì nó cũng sản xuất linh kiện của cái các cái ốc vít nhỏ nhỏ thôi, cũng có những cái to to bằng bàn tay này, cũng có, nói chung là các cái linh kiện của xe ô tô, của máy bay đấy, thì đại loại là các cái linh kiện đấy thì là mình sẽ sản xuất. Thì có khâu thì mình cho hàng vào máy thì máy nó làm, có khâu thì cái hàng nó có sẵn thì chờ máy nó gia công xong thì cắt gọt các thứ xong thì mình sẽ dùng mắt thường hay là thước để mình kiểm tra, mình coi thử là có sản phẩm nó có bị lỗi hay gì không á. Thì nếu được thì mình ok được các thứ thôi, nói chung công việc bình thường. Về vấn đề tăng ca thì công ty nó cũng rất là tốt trong khoản tăng ca, nó cho anh em tăng ca theo kiểu là một nửa năm là làm 80 tiếng, nửa năm là làm 40 tiếng. Thì bây giờ mình sẽ cân đổi, mình sẽ kiểu tùy lượng sức của mình để mình làm ấy. Công ty nó cũng không ép, thì ví dụ như mình thích tăng ca bao nhiêu thì tăng ca thôi ấy. Nên là không thể, cái khoản tăng ca này cũng rất là hay. Tất nhiên là nếu mà làm lương cơ bản ấy, thì nó cũng bình thường phải không? Thì mình điều ở công ty nào vậy phải có tăng ca thì lúc để cái lương của mình nó mới đỡ hơn được. Đó là về công việc thì không thấy là nói chung là cũng đơn giản rồi, tăng ca rồi cũng thoải mái lắm. Nhưng mà về chỗ ở thì không thấy là ở tập thể hiện tại đấy là có 7 người Việt, 3 người Trung Quốc. 3 người Trung Quốc là thực tập sinh, còn đội Hùng là kiểu là toàn hết 3 năm, 4 năm, 5 năm gì đó là gọi là như hết chế độ thực tập sinh chuyển qua tốc cơ tế ghi nố á. Đây thì bây giờ là đang ở sinh sống đây, thì nói chung là Hùng sẽ có quay một video chia sẻ về cái không gian ở phòng phiếc ở nhà cho mọi người xem sau. Nhưng mà Hùng sẽ nói sơ qua là đại loại như là giống kiểu là ăn uống thì kiểu như là người nào ăn cái gì thì tự nấu, nhưng mà ngồi sẽ bày biện ra ở cái bàn tập thể ăn uống về, xong rồi ngủ thì Trung Quốc thì hồi trước là có 4 người, nhưng một người về rồi thì còn 3 người, thì một người ở một phòng, 2 người ở một phòng, còn lại mẹ anh em Việt Nam thì nói chung một phòng thì 3 người, còn phòng hiện tại của Hùng ở là 4 người. Mà trước phỏng vấn á, trước thì phỏng vấn thì bảo là 2 người một phòng, bây giờ về công ty nó chơi kiểu treo đôi dê bạn thịt chó luôn. Nhiều khi cũng khó chịu thật, tại vì kiểu như là hết 3 năm thực tập sinh rồi thì cũng muốn qua kiểu ở kiểu không gian nó thoải mái hơn á. Thì nhưng mà bên công ty này thì nó đầu tiên nó phỏng vấn thì nó bảo nó là vẫn ở tập thể, không được đi ra ngoài ở riêng các thứ, không được kiểu từ đi ra ngoài thuê nhà các thứ, nó cho là ý là phải ở cái nhà của cái công nhà này, ở cái nhà này là nhà này công ty nó xây, nó cho kiểu như mình ở thì nó cũng lấy tiền rẻ thôi, một tháng là 1.2 điền được, xong rồi 2 má tính ra tiền Việt mình là một tháng hết 4 triệu tiền nhà. Mà kiểu như là bây giờ giống kiểu cái phòng 3 người đang được, phòng hơn 4 người thì phòng nó hơi chật chội, sinh hoạt nhiều khi kiểu hơi bất tiện, theo kiểu là tối về xong rồi gọi điện rồi chơi game hay là gì đấy thì mình có không gian riêng tư mọi người. Nhưng mà về công việc thì mình cũng không có ý kiến gì cả, công việc thì công ty ok, nhưng về cái chỗ sinh hoạt ở các thứ thì nó hơi bất tiện thôi. Nhưng mà
giờ cũng chả biết làm sao, tại vì bây giờ mình một lần chuyển việc nó cũng khó, giấy tờ thủ tục tìm đơn rồi chuyển chờ việc các thứ rất là lằng nhằng, thời gian các thứ, tiền bạc các thứ rất là phiền phức luôn á. Thì bây giờ kiểu về đấy rồi thì nói chung là được hai mặt, thì một mặt công việc, một mặt cuộc sống, thì thôi thì được công việc thì là mất cuộc sống á. Thì thôi thì biết là khó chịu đó nhưng mà cũng chịu khó mọi người ạ. Chứ thực sự là không phải là hung với tất cả mọi người vậy. Ai cũng kiểu như là khi mà ở trong cái chế độ thực tập sinh là nó bị bức, tại vì lúc đấy là mình không có quyền lựa chọn. Nhưng mà qua cái visa mới tốt quốc tế này thì sẽ có nhiều quyền lựa chọn hơn. Tại vì dũng kiểu mình kiểu như là sẽ được yêu cầu các thứ ấy. Nhưng mà thôi thì về cái đơn đi anh, về cái chỗ ở nó hơi bị một tí. Thì cũng hiện tại máy đá là mấy anh em đang vẫn vui vẻ, đang nói chuyện rất là tình cảm với nhau thì cũng ok nữa. Nhưng mà không biết ở lâu ở dân rồi thì có cái vấn đề gì không thì chưa rõ. Ôi à, nhiều khi ăn uống xong rồi đồ đạc chén bát các thứ nhiều vấn đề lắm. Nói chung ở tập thể thì nó hơi phức tạp bừa bộn. Con trai thì cũng tùy người, có người thì sạch sẽ nhưng mà có người cũng bệnh. Rồi trong khi đó mình ở với ba người Trung Quốc nữa, nó kiểu như văn hóa phong tục, kiểu như ăn uống nói chuyện rồi cái gia vị các thứ nó cũng nhiều thứ nữa cũng... Bây giờ về cái vùng này, về cái vùng Nagano, Hùng đang ở cái vùng Nagano này thì công ty Hùng này cũng cách xa siêu thị, xa community. Nếu mà đi ra ngoài đấy là cũng đi xe đạp phải mất tầm 20 phút gì đấy, cả đi cả về là cứ lấy quay cả tiệm hô ấy, mua đồ các thứ nữa, nên là xa. Ví dụ như chẳng hạn như tối lại như vậy không, thiếu cái gì đó hay là thêm chai nước chẳng hạn. Ví dụ như ngày xưa là ở gần cái community là cửa hàng tiện lợi á, là vào đấy có thể mua được, mua đồ ăn các thứ được, nó tiền vì gần mà. Bây giờ là siêu thị hay là có cửa hàng tiện lợi gì nó nằm ở ngoài xá tít hết à. Mà về đấy còn kiểu là đường xá nó còn dịn vậy, quả dốc nữa, dốc xá cao lắm, nhưng nhiều khi cũng ngán mọi người ạ. Được ở Hokkaido thì tuyết đồ các thứ, lạnh các thứ, thì nghĩ là thôi tìm đơn để tránh cái lạnh đi. Nhưng mà không ngờ là khi mà tránh ngọn núi này thì lại đến với một ngọn núi khác. Nagano là cũng một trong những nơi là lạnh rồi nhiều núi, nói chung kiểu nhiều người họ mùa lạnh á, mùa tuyết rơi các thứ là họ về kéo về đấy để kiểu như là trượt tuyết á. Tại vì ở đây có những ngọn núi cao xong rồi tuyết nó phủ thì người ta có thể chơi được trượt tuyết các thứ. Ok, thì cứ tưởng là tránh được cái lạnh của Hokkaido á, nhưng mà giờ về ở cái tỉnh này thì nó cũng tuyết cũng lạnh với mọi người, nên thôi nói chung là tùy cơ ứng biến, không sao cả hè. Bây giờ công việc thôi, cay cuộc vì công việc thôi, chứ bây giờ công việc tốt mà chỗ ở nó không tốt thì biết làm răng được. Bây giờ được cái này mất cái kia, chứ mà tròn vẹn cả hai cái thì quá là tuyệt vời rồi. Thôi thì cứ cố gắng, cứ làm cái đã, đến đâu thì hãy đến đó. Mong có sức khỏe cái đã, có sức khỏe lúc nữa thì mình làm được nhiều thứ. Còn lại tùy từng cái, tùy từng trường hợp để mà xử lý thôi. Chúng là về đấy thì được cái lò mấy cái trái, chứ mà đã được cái lò đã cộng thêm cả cái trái này tuyệt vời của anh thôi. Có những cái vấn đề không được thoải mái thì mình cũng chịu khó, tùy cơ ứng biến. Còn dần dần rồi cũng quen thôi. Đó thì hôm nay chủ đề cũng đơn giản, không chỉ chia sẻ là cái ngắn về cái công việc hay là chỗ ở, thì cũng nói chung chung vậy. Còn ví dụ như mà có thời gian thì Hùng sẽ làm video quay kỹ, kiểu như là chia sẻ kỹ lưỡng hơn. Hoặc là mọi người, những ai mà có thắc mắc về những cái gì về liên quan đến tốc quốc tế chẳng hạn, có thể đặt câu hỏi cho nó Hùng xem rồi sẽ trả lời mọi người. Rồi những ai mà kiểu thắc mắc gì đến cuộc sống bên Nhật thì lại cứ hỏi Hùng, lại chia sẻ với mọi người. Hùng lúc nào cũng sẵn sàng nhiệt tình.
Ok, nói chung hôm nay chủ đề Hùng cũng chia sẻ ngắn ngắn như vậy thôi. Có gì mọi người xem video thì có thắc mắc gì thì cứ bình luận nha. Còn những ai chưa đăng ký kênh thì đừng quên là đăng ký kênh ủng hộ Hùng với nha. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Video của Hùng chỉ ngang đến đây thôi. Ok nha, Hùng chào mọi người nha, bye bye.